Đối với các đơn vị không có máy quét, không thể kiểm phiếu tự động thì có thể thực hiện kiểm phiếu bán tự động. Kiểm phiếu bán tự động gồm có các bước sau. Bước thứ nhất là thu phiếu, xếp phiếu theo các tổ. Bước thứ hai là kiểm phiếu sử dụng chức năng kiểm phiếu bán tự động. Bước thứ ba là tổng hợp kết quả. Riêng đối với các đơn vị mà thực hiện kiểm phiếu trên nhiều máy tính thì mỗi máy tính là một tổ kiểm phiếu. Thì trước khi thực hiện bước 3 là tổng hợp kết quả thì các tổ sẽ kết xuất dữ liệu kiểm phiếu và tổ số 0 thì tổng hợp dữ liệu. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các đồng chí thực hiện chi tiết từng bước. Thu phiếu xếp phiếu theo các tổ. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các đồng chí thu phiếu xếp phiếu theo các tổ. Sau khi ban kiểm phiếu đã thu phiếu thì ban kiểm phiếu sẽ tiến hành bàn giao phiếu cho tổ kỹ thuật để tiến hành kiểm phiếu trên máy. Lúc này tổ trưởng tổ kỹ thuật sẽ chia phiếu cho các tổ theo số lượng tương ứng. Để thuận tiện trong quá trình chia phiếu thì các phiếu nên được kẹp thành các tập, mỗi tập là 20 phiếu và có đánh số thứ tự mỗi tập để thuận tiện cho việc hậu kiểm nếu cần thiết, hoặc là để tìm ra những phiếu mà ban kiểm phiếu yêu cầu, ví dụ như là phiếu không hợp lệ. Các phiếu trong từng tập thì phải để cùng mặt, cùng chiều. Chúng ta không để phiếu úp, phiếu ngửa, hoặc là để phiếu ngược hoặc là xuôi. Sau khi đã thực hiện xong bước 1 là thu phiếu xếp phiếu theo các tổ, thì các đồng chí thực hiện tiếp bước 2, đó là kiểm phiếu sử dụng chức năng kiểm phiếu bán tự động. Các đồng chí đăng nhập vào chương trình, chọn kiểm phiếu bán tự động. Chọn cuộc bầu cử, lần bầu cử, sau đó thì kích vào chấp nhận. Cột bên trái của màn hình là hiển thị danh sách các ứng viên, là danh sách các đại biểu ứng cử, đề cử của cuộc bầu cử và lần bầu cử. Thì trước khi kiểm phiếu thì chúng ta cần xem lại cái danh sách này để xác định chính xác các đại biểu có trong danh sách của lần bầu cử và cần kiểm tra kỹ các thông tin trên danh sách, đặc biệt là thứ tự các đại biểu trên danh sách chính là thứ tự sắp xếp in trên phiếu bầu. Chúng ta có thể thiết lập lại cái khung nhập liệu, có thể chọn cái số cột hiển thị này là 2 để cho chúng ta dễ quan sát trong quá trình nhập liệu. Có thể chọn ẩn danh sách, kích chọn bỏ cái ẩn danh sách bầu. Sau khi đã thiết lập xong khung nhập liệu thì chúng ta bắt đầu tiến hành nhập liệu kiểm phiếu. Khi thực hiện kiểm phiếu thì chúng ta nhập số thứ tự các đại biểu bị gạch tên, tức là không đồng ý trên phiếu, vào ô nhập SST không đồng ý. Và các số thứ tự này thì được đặt cách nhau bởi dấu cách. Và chúng ta nhập số thứ tự từ nhỏ đến lớn. Và khi kết thúc nhập thì chúng ta nhấn dấu cách và bấm phím Enter. Ví dụ 7, 9, 19. Và khi kết thúc thì chúng ta nhấn phím cách và nhấn phím Enter. Thì sau khi nhấn phím Enter kết thúc nhập phiếu này thì chương trình sẽ tự động chuyển sang kiểm phiếu tiếp theo. Các đồng chí lưu ý là chữ in đậm ở phía trên này chính là hiển thị số thứ tự phiếu mà chúng ta đang làm việc. Ví dụ như ở đây là phiếu số 2. Thì trong trường hợp mà phiếu chúng ta đang kiểm là phiếu không hợp lệ thì chúng ta kích chọn vào phiếu không hợp lệ để chọn lý do phiếu không hợp lệ, ví dụ như là phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định. Sau đó thì chúng ta kích để con trỏ lên cái ô nhập số thứ tự không đồng ý và chúng ta nhấn phím cách. Sau đó thì nhấn phím Enter.
Chương trình yêu cầu chúng ta xác nhận phiếu không hợp lệ. Chúng ta tiếp tục kiểm phiếu tiếp theo. Và chúng ta cứ lặp lại quá trình trên cho tới khi kiểm xong số lượng phiếu cần kiểm của tổ. Để xem lại các phiếu đã kiểm thì chúng ta có thể kích vào nút trước hoặc là nút sau để di chuyển tới phiếu mà chúng ta cần xem lại. Và nếu trên phiếu mà có gì đó sai sót, có thể là do trong quá trình nhập liệu chúng ta nhập có sai sót, thì chúng ta có thể sửa bằng cách kích chọn vào nút sửa. Và chúng ta sửa lại, sau đó thì kích vào nút ghi lại. Và chúng ta lại tiếp tục nhập cho tới khi kiểm hết số phiếu cần kiểm của tổ mình. Các đồng chí lưu ý là đối với phiếu bầu tròn và phiếu bầu xin ý kiến, khi đại biểu trên phiếu bầu mà không được tích hoặc là được tích vào cả hai ô đồng ý và không đồng ý, thì trường hợp này không được tính là đồng ý đối với đại biểu đó, và chúng ta nhập số thứ tự của đại biểu này vào ô nhập STT không đồng ý. Ví dụ như trong trường hợp đây, ví dụ như là các đồng chí thấy, ví dụ như là đối với đại biểu thứ tư Nguyễn Văn Dũng, là trong trường hợp này là tích vào cả hai ô đồng ý và không đồng ý, thì trong trường hợp này chúng ta không tính là đồng ý đối với đại biểu thứ tư, và chúng ta nhập số thứ tự của đại biểu này vào ô nhập STT không đồng ý. Đây, trường hợp ví dụ như là đối với đại biểu số 5 thì là không được tích vào ô đồng ý và cũng không tích vào ô không đồng ý, thì cũng tương tự như vậy, là chúng ta không tính là đồng ý đối với đại biểu số 5 và chúng ta nhập số thứ tự của đại biểu này vào ô nhập STT không đồng ý. Đối với đơn vị thực hiện kiểm phiếu trên một máy tính, tức là một tổ kiểm phiếu, thì sau khi thực hiện kiểm phiếu xong thì các đồng chí tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Để tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu thì các đồng chí kích vào thống kê kết quả, chọn cuộc bầu cử lần bầu, sau đó kích vào chấp nhận, kích vào nút nhập để nhập số phiếu phát ra, số phiếu thu về và số chia tỷ lệ phần trăm của kết quả bầu cử. Sau đó thì các đồng chí kích vào nút ghi. Kích vào nút kiểm tra để chương trình tính toán kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu cử. Khi đó thì chương trình sẽ đưa ra kết quả kiểm phiếu ở bên trái màn hình và danh sách trúng cử, cũng như là danh sách đầu lại nếu có thì ở giữa màn hình trong tab danh sách khác. Và ở bên phải màn hình thì hiển thị cái tổng quan kết quả kiểm phiếu. Trường hợp mà phải bầu lại do thiếu số lượng hoặc những người cuối có kết quả trùng nhau thì chương trình sẽ tự động đưa ra danh sách và số lượng cần bầu ở tab danh sách khác này. Và chúng ta sẽ thông báo để ban kiểm phiếu biết để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tiếp theo nếu như đại hội đồng ý. Sau khi kiểm tra xong toàn bộ thì chúng ta bấm vào nút kết quả để kết xuất kết quả
cho trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội. Chương trình xuất ra kết quả bầu cử. Và chúng ta kích vào nút biên bản để kết xuất ra biên bản. Để gửi đoàn chủ tịch hoàn chỉnh biên bản kiểm phiếu, gửi cơ quan cấp trên theo quy định. Chương trình sẽ xuất biên bản và kết quả kiểm phiếu ra dạng file Word và chúng ta có thể căn chỉnh lại cho phù hợp. Và để kết xuất ra file PowerPoint để phục vụ cho trình chiếu thì chúng ta kích vào nút xuất PPT kết quả kiểm phiếu. Chúng ta chọn thư mục để lưu file. Trong thư mục kết quả chúng ta nhập tên file kết quả bầu ban chấp hành. Chương trình đưa ra thông báo là file PowerPoint đã được tạo ra và chỉ đường dẫn chứa file. Đối với các đơn vị thực hiện kiểm phiếu trên nhiều máy tính, mỗi máy tính là một tổ kiểm phiếu, thì sau khi thực hiện kiểm phiếu xong, thì các đồng chí thực hiện tiếp các bước như sau. Thứ nhất là các tổ khác thì tiến hành kết xuất dữ liệu để gửi về tổ số 0 tổng hợp. Và thứ hai là tổ số 0 thì tiến hành tổng hợp dữ liệu từ các tổ khác gửi. Để thực hiện kết xuất dữ liệu gửi về tổ số 0 thì các tổ khác chúng ta thực hiện như sau. Ví dụ đối với tổ số 1 thì các đồng chí thực hiện như sau. Kích vào quản trị hệ thống, chọn gửi dữ liệu về máy tổng hợp. Kích vào xuất dữ liệu, chúng ta chọn thư mục chứa file dữ liệu kết xuất, ví dụ tổ 1. Hệ thống đưa ra thông báo đã kết xuất dữ liệu ra file. Và các tổ thì tiến hành copy cái file dữ liệu này sang máy tính của tổ số 0 để tổng hợp. Chúng ta vào ổ D, copy thư mục tổ 1. Các tổ khác chúng ta làm tương tự. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bước xuất dữ liệu để gửi về máy số 0 để tổng hợp. Đối với tổ số 0 thì các đồng chí thực hiện như sau. Đầu tiên thì các đồng chí copy file dữ liệu mà các tổ gửi vào máy tính của tổ số 0. Ta copy file dữ liệu vào máy của tổ số 0. Sau đấy thì các đồng chí đăng nhập vào chương trình. Kích vào quản trị hệ thống và chọn nhận dữ liệu từ các tổ kiểm phiếu. Kích vào biểu tượng thư mục để chọn thư mục chứa file dữ liệu. Và chọn file dữ liệu. Sau khi chọn file dữ liệu của tổ thì trên màn hình sẽ hiển thị thông tin tổng quan về kết quả kiểm phiếu của tổ đó. Và kích vào nút cập nhật để nhận dữ liệu của từng tổ. Và thực hiện thao tác này cho đến khi nhận hết kết quả kiểm phiếu của các tổ kiểm phiếu. Để biết thông tin tổng quan tình hình kiểm phiếu giữa các tổ thì chúng ta vào quản trị hệ thống và chọn tổng quan kết quả kiểm phiếu. Chọn cuộc bầu cử, lần bầu và kích vào tổng hợp. Đối với phiếu không hợp lệ hoặc phiếu nghi ngờ thì các đồng chí cần kiểm tra lại và xin ý kiến của ban kiểm phiếu. Thì thao tác này có thể thực hiện ở trên máy của các tổ hoặc là gửi về tổ số 0 để xử lý trước khi tổng hợp kết quả. Sau khi đã nhận xong dữ liệu kiểm phiếu từ các tổ và kiểm tra xong thì các đồng chí kích vào thống kê kết quả để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
chọn cuộc bầu cử lần bầu, kích vào chấp nhận. Các đồng chí kích vào nút nhập để nhập số phiếu phát ra, số phiếu thu về và số chia tỷ lệ. Sau đó kích vào nút ghi, kích vào nút kiểm tra. Về thao tác này thì tôi đã hướng dẫn ở trên, nên là tôi cũng không hướng dẫn chi tiết ở phần sau. Thì các đồng chí kích vào nút kết quả thì để kết xuất ra kết quả kiểm phiếu, để trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả trước đại hội, hoặc là kích vào nút biên bản để kết xuất ra biên bản kiểm phiếu gửi đoàn chủ tịch, và để xuất ra file PowerPoint để trình chiếu thì chúng ta kích vào nút xuất PPT, kết quả kiểm phiếu. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc kiểm phiếu.